Trân trọng kính chào quý vị khán thính giả trời Việt Nam và qua tỉnh lớn. Kính thưa quý vị, trong chương trình hội luận hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi cuộc mạn đàm với mục sư Phan Đức Hiếu, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám lý Việt Mỹ, và chị Quỳnh Thị Thanh Xuân, một thành viên trong ban chấp hành, và chị cũng là người phụ trách giảng dạy giáo lý cho các tín hữu lớn tuổi. Trước hết chúng tôi xin cảm ơn mục sư Hiếu cũng như là chị hưởng ứng lời mời dành thời giờ quý báu để đến với đài chúng tôi, và cũng xin mời mục sư quản nhiệm gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ. Dạ, xin trân trọng kính chào anh Đào Hiếu Thảo cùng tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình Việt Nam dùng qua đốn. Tôi là mục sư Phan Đức Hiếu, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám lý Việt Mỹ, tọa lạc ở tại 4701 Arlington, Virginia. Xin gửi lời chào thăm và chúc sức khỏe và bình an đến tất cả quý khán thính giả. Dạ, chúng tôi xin mời chị Thanh Xuân ạ. Dạ, trước nhất thì tôi xin có lời cảm ơn anh Nguyễn Phúc, chuyên viên kỹ thuật của đài, cũng như anh Đào Hiếu Thảo, phóng viên của đài truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Tôi xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình Việt Nam. Tôi là Quỳnh Thị Thanh Xuân, một thành viên của ban điều hành ở trong Hội Thánh, và tôi cũng phụ trách phần dạy Kinh Thánh cho lớp học người lớn hàng tuần. Chúng tôi rất là vui mừng có cái cuộc hội luận với đài hôm nay. Chúng tôi một lần nữa xin trân trọng chào quý khán thính giả. Mở đầu câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin mời mục sư Phan Đức Hiếu giải thích sơ qua về Hội Thánh Giám lý Việt Mỹ ạ. Dạ, cảm ơn anh Thảo. Kính thưa quý khán giả, Hội Thánh Tin Lành Giám lý Việt Mỹ được thành lập cách đây đúng 20 năm. Hội Thánh được thành lập vào tháng 7 năm 2001 dưới sự quản nhiệm bắt đầu của mục sư Trần Quốc Công Khanh. Hội Thánh mục sư Trần Quốc Công Khanh quản nhiệm đây khoảng 6 năm, sau đó mục sư đi truyền giáo tại Mã Lai, tiếp đến là mục sư Trần Đa Phúc, và tiếp đến nữa là mục sư Hà Ngọc Tuyết quản nhiệm, và tôi được giám mục bổ nhiệm về đây phục vụ Chúa từ tháng 7 năm 2013, và tính cho đến tháng 7 này là tôi được hầu vị Chúa được 8 năm ở tại Hội Thánh tại đây. Thưa mục sư, vậy có tổ chức ăn mừng không ạ? Bất cứ chuyện vui nào thì cũng phải có tổ chức. Dạ, chúng tôi dự định sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Thánh vào giữa tháng 9 tới đây, và hy vọng là có dịp sẽ mời tất cả quý vị đến đây cùng chung vui với chúng tôi. Chúng tôi cũng cảm ơn nhân tiện, cũng cảm ơn Chúa về cơ sở Hội Thánh này nữa. Dạ. Thưa mục sư, việc thành lập gây dựng một cơ sở tôn giáo trong vùng chúng ta không phải là chuyện đơn giản. Vậy thì nguyên nhân nào mà Hội Thánh của người Mỹ đó, Arlington Forest Methodist Church đó, chuyển giao nhà thờ này lại cho Hội Thánh Tin Lành Giám lý Việt Mỹ đó, thưa mục sư? Dạ, kính thưa anh Thảo, kính thưa quý khán thính giả, thật vậy, để thành lập một Hội Thánh không phải là vấn đề dễ dàng. Mà như quý vị, tôi đã vừa cho quý vị biết Hội Thánh bước vào tháng 7 này là đúng 20 năm. Ở trong vòng 20 năm này, Hội Thánh trải qua những thăng trầm rất là khó khăn. Có lúc tưởng chừng Hội Thánh bị đóng cửa bởi vì không còn tín hữu ở trong Hội Thánh nữa. Nhưng cảm ơn Chúa, bởi sự ban ơn của Ngài, Chúa cho tiếp tục Hội Thánh phát triển và cho đến ngày hôm nay. Nguyên nhân Hội Thánh Mỹ giao lại cơ sở này bởi vì những người Hội Thánh Mỹ ở tại đây, họ cũng đã tận tâm phục vụ cộng đồng ở trong nhiều năm qua. Nhưng hiện tại, theo tình hình chung của nhiều Hội Thánh Mỹ, đó là các em nhỏ không còn đến nhà thờ nữa, và họ chỉ còn những tầng lớp lớn tuổi mà thôi. Vì thế họ không đủ sức để có thể quản trị cơ sở này, và thay thế giáo hạt thấy sự phát triển của Hội Thánh Việt Nam và bắt đầu giao cơ sở này để cho người Việt Nam có thể quản lý. Dạ. Dạ, thưa chị Thanh Xuân, mục sư trình bày một số điều, thì chị có điều gì góp ý thêm cho cái phần trình bày như là giải thích của mục sư đó? Dạ. Thưa tôi xin bổ túc cái phần này mục sư có nói. Trong như là cái tình trạng chung của nhiều hội thánh Hoa Kỳ thì những người trẻ, các con cái của quý ông bà trong hội thánh đó, thì họ không có đến nhà thờ nữa. Nhưng mà tôi nghĩ một phần ra thì khi mà họ lớn lên, họ có cơ sở, họ đi làm,
khắp nơi trên nước Mỹ, thì họ không có ở tại cái hội thánh địa phương của ông bà cha mẹ họ. Thành ra họ tản mát ra nhiều nơi, thành ra hội thánh còn lại những người lớn tuổi thì họ không thể đảm đương được hết những cái công việc ở trong hội thánh. Đó. Và lại thì riêng về hội thánh của chúng tôi tại đây đó, thì ngày Chủ nhật 6 Tây tháng 6 vừa qua, thì chúng tôi có nhóm chung với Hội Thánh Mỹ để bày tỏ lòng tri ân của chúng tôi khi chúng tôi nhận lãnh cái cơ sở này. Thì trong cái buổi lễ đó, một vị đại diện của Hội Thánh Mỹ là bà Leota Ho, thì bà có phát biểu với lời cảm tưởng của bà thay thế cho Hội Thánh Mỹ để nói lên với Hội Thánh Việt Nam chúng tôi đó. Thì chúng tôi rất là cảm động, tại vì bà nhắc đến một nhân vật lịch sử trong Kinh Thánh, đó là Môi-se đã được Đức Chúa Trời dẫn, dân của Chúa là dân Do Thái chúng ta biết, đã làm nô lệ tại đất nước Ai Cập trong vòng 430 năm. Thì Môi-se đưa đoàn dân đi trong suốt cái hành trình đó 40 năm trời đằng đẵng. Nhưng mà rồi vì một vài cái lỗi lầm thì Môi-se không được đặt chân vào đất hứa, và Chúa chỉ cho Môi-se nhìn vào đất hứa xuyên qua cái dòng sông Giô-đanh mà thôi. Thành ra bà mới nói rằng thế hệ ông bà cha mẹ của bà, của hội thánh đó, có những cái hoài bão, những ước mơ khi xây dựng hội thánh này. Họ thực hiện nhưng mà họ không được thực hiện đúng hết những cái điều họ mơ ước. Thì họ có cái cơ hội họ nhìn xem chúng tôi sinh hoạt tại đây với họ. Thì họ rất là vui và rất là cảm kích. Thành ra họ giao hoàn cái cơ sở này cho chúng tôi nối tiếp cái ước mơ của họ. Và họ thấy giống như là họ nhìn thấy được cái đất hứa qua chúng tôi. Thành ra chúng tôi sẽ nhờ cậy Chúa làm hết sức mình để nối tiếp cái công việc nhà Chúa, đặc biệt là hướng về cộng đồng để phục vụ cộng đồng. Đó là điều mà Hội Thánh Giám Lý chủ trương. Thưa Mục sư Hiếu, chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần được Hội Thánh tổ chức như thế nào, thưa Mục sư? Kính thưa anh Thảo, kính thưa quý khán thính giả, chương trình thờ phượng lúc trước của Hội Thánh trước cơn đại dịch thì chúng tôi nhóm thờ phượng Chúa lúc 11:30. Ngày hôm nay thì chúng tôi có cơ sở cho nên chúng tôi muốn dời sớm hơn là lúc 10 giờ để cho thuận tiện tất cả con cái Chúa cũng đến để thờ phượng Chúa chung với chúng tôi. Và trước khi chương trình thờ phượng Chúa thì chúng tôi có giờ học Kinh Thánh, và cô Xuân là một trong những người dạy Kinh Thánh cho lớp người lớn, và chúng tôi cũng có những cái lớp dành cho các em thiếu nhi và nhi đồng để các em cũng được học hỏi lời của Chúa khi các em được nuôi lớn trong lời của Ngài. Hội Thánh cũng có chương trình. Như anh Thảo có biết, chúng tôi cũng có giúp đưa đón những quý vị lớn tuổi. Dạ phải, có chưa, thấy thông báo của quý hội thánh đó. Chưa có cái phương tiện hoặc không đó có cái phương tiện để đến đây để cũng thờ phượng Chúa chung với chúng tôi. Và đặc biệt giống như những ngày lễ lớn, giống như là lễ tạ ơn, lễ Giáng sinh, ngày Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, và chúng tôi cho nhờ các con cái Chúa trong hội thánh đi vào các trung tâm, như trung tâm Woodland Hill, để đón các cụ đến cùng thờ phượng Chúa chung với chúng tôi, để mang đến cho các cụ một niềm vui trong các ngày lễ này. Thưa mục sư vừa nói là tổ chức các lễ lớn, thì đặc biệt gia đình chúng tôi đó có đến đây 2018 lễ phục sinh. Thì hôm đó cũng xin thưa với mục sư, với chị, với anh Phúc đài truyền hình, con trai tôi, con dâu tôi, cháu nội trai, cháu nội gái từ Bỉ qua đây. Lần đầu tiên đi nhà thờ. Mà hôm đó tôi thấy là vài trăm người. Rồi tôi có thấy anh Nguyễn Sào Nam không quên chúng tôi nữa. Là chuyên môn cung cấp vào trong cái bộ bóng. Chúng tôi rất là ước ao được thực hiện những chương trình như thế, và những chương trình hỗ trợ mùa thu, hỗ trợ mùa xuân, nơi chúng tôi có thể làm có những trò chơi cho các em thiếu nhi trong vùng. Đó là cơ hội mà chúng ta muốn gom bó cộng đồng lại chung với nhau. Đúng là một công tác, ngoài công tác tôn giáo còn xã hội nữa. Thưa chị Thanh Xuân, đối với các em, các cháu mà sinh ra lớn lên ở Mỹ không thông thạo tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt mình, thì có chương trình song ngữ không ạ? Thưa anh Thảo,
Chúng tôi hiện tại thì chưa có chương trình song ngữ, nhưng mà riêng về các cháu thiếu nhi đó thì chúng tôi có hàng tuần lớp dạy Kinh Thánh cho các em bằng Anh ngữ. Dạ, thưa phải. Tức là trong tương lai, biết đâu mình sẽ có chương trình song ngữ. Dạ, 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 chúng tôi ao ước điều đó. Thật sự chúng tôi rất là cố gắng. Có một số quý phụ huynh cũng cho chúng tôi biết là họ muốn cho các em được dạy trong tiếng Việt. Nhưng vấn đề là về đời sống tâm linh thì nói tiếng Anh cho các em sẽ hiểu nhiều hơn trong cái tiếng Việt. Dạ, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng để có thể giúp, để có cái lớp song ngữ để các em không có quên tiếng mẹ đẻ của mình. Dạ. Thưa mục sư, thưa chị, gìn giữ tiếng Việt là cái chuyện đáng làm. Dạ. Dạ. Trăm năm sau mình còn nói được tiếng Việt thì rất hay. Dạ. 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 Thưa mục sư, thưa chị, ví dụ như các vua thời Nguyễn mình bị đào đi mấy đảo rồi nhau người này khác. Dạ. Vẫn nói tiếng Việt. Dạ. Dù là tiếng Việt hơi khác chút xíu. Dạ. Nhưng mà nhiều khi đón các bà con cô bác đồng hương mình ở những cái hải đảo dùng xa xôi mà mấy vị vua Duy Tân Tần Thái mình bị thực dân Pháp đày đi đó, vẫn nói tiếng Việt. Dạ. Dạ. Dạ, thưa mục sư, là như thế này, không, cái này thì đúng ra là chị Thanh Xuân vui lòng trả lời dùng. Dạ. Hội Thánh có những chương trình hoạt động thanh thiếu niên như là phong trào hướng đạo thế giới không, thưa chị? Dạ, thưa anh Thảo, thì chúng tôi hiện tại chưa có chương trình về hướng đạo, nhưng mà Hội Thánh có bảo trợ cho một chương trình, đó là cái Ego Trip. Dạ. Dạ, chúng tôi cũng ước ao sẽ trong tương lai có thể thực hiện được những điều đó. Dạ. Thưa mục sư, thưa chị, phong trào mà hoạt động thanh niên hướng đạo rất là quan trọng. Dạ. Dạ, đã thành lập cả hàng trăm năm và đi toàn thế giới. Dạ. Đặc biệt tại vùng chúng ta, đó có tại hướng đạo Thẳng Tiến 11, thì gần như khắp thế giới về gần 2.000 huynh trưởng và trại sinh đó. Dạ. Dạ, ở Camp Snyder đó. Dạ. Dạ. Toàn hữu hóa thanh thiếu niên thì điều đáng làm. Dạ. Và quý tín hữu đồng bào cũng như là phụ huynh học sinh rất là hoan nghênh. Dạ. Dạ. Tôi thấy chương trình hướng đạo rất là tốt. Khi tôi còn ở tại San Diego, California, dạ, có một hội thánh, đó là người bạn của tôi, thì có trong hội thánh có chương trình hướng đạo. Và cái chương trình hướng đạo này đã thay đổi cuộc đời của biết bao nhiêu em. Ngày xưa các em đi du đảng không? Các em thanh thiếu niên đi du đảng, nhưng mà qua chương trình hướng đạo các em trở nên những người tốt, sống kỷ luật với bản thân. Cho nên đó là điều mà tôi rất là mong muốn. Hiện tại thì chúng tôi bảo trợ, nhưng mà chúng tôi sẽ hướng tới phần lớn là người Mỹ, nhưng phần lớn chúng tôi sẽ mở rộng cho người Việt Nam của chúng ta. Thì phong trào hướng đạo huấn luyện cho các em là cứu thương, rồi mọt semaphore, rồi dựng lều nấu ăn, con người rất là tháo vát, trách nhiệm. Trách nhiệm, cứ người đi trước hướng dẫn người đi sau. Và đặc biệt là luôn luôn nghĩa là tôn trọng công lý lẽ phải. Đó. Thành ra cái chuyện đó chúng tôi cũng say mê cái phong trào hướng đạo. Hồi nhỏ đi 10 năm, vậy đó. 10 năm xong rồi đi không quân luôn. Rồi đi không quân sau đó ở tù 6 năm nữa. Thưa mục sư, thưa chị, thì hiện thời bây giờ đó chị vấn đề mà gây quỹ hoạt động xã hội từ thiện đó, thì thưa mục sư, Hội Thánh tổ chức như thế nào ạ? Một trong những điều mà tâm huyết của tôi nhất đó, khi tôi về đây hầu việc Chúa, ngoài đáp ứng nhu cầu tâm linh cho các con cái Chúa trong vùng, chúng tôi rất là muốn thực hiện những chương trình xã hội, và chúng tôi bắt đầu làm trong khả năng của chúng tôi trong nhiều năm qua, giống như rửa xe để gây quỹ, hoặc là tổ chức các sinh hoạt hè cho các em thanh thiếu niên, tổ chức dạy tennis cho các em thiếu niên để giúp cho các em sử dụng cái thời gian mùa hè để lôi các em ra khỏi cái máy tính, cái iPad, cái iPhone. Để cho các em có những hoạt động lành mạnh. Tại vì các em tối ngày hôm nay chúng ta sống với công nghệ thông tin, thì người ta, cái phone nó gần với chúng ta hơn bất cứ ai hết. Và điều mà chúng tôi không muốn các em nó bị nghiện vào trong cái phone đó. Vì thế chúng tôi muốn tổ chức những chương trình giống như là sinh hoạt hè và đánh tennis, dạy cho các em có những hoạt động lành mạnh để giúp các em có những hoạt động tốt ở trong mùa hè. Thưa mục sư, đó là đức, trí và thể dục mà. Dạ, thì bây giờ cứ xem computer, iPad riết 4-5 tuổi bắt đầu rồi, ôm cả ngày. Thành ra mọi sinh hoạt nó khác thời không xa xưa của mình hết đó. Không có biết giao tiếp với người khác. Dạ, thưa phải. Mà chỉ là với cái màn hình. Đó thì đó có là gọi là hại hơn nhiều điều lợi ích. Và quý vị biết ở trên màn hình thì có những thông tin mà có quá nhiều thông tin xấu để cho các em nó học.
Cho nên nhiều các em ngày hôm nay chúng ta nghe tin tức các em phải tự tử, các em làm những việc xấu. Phần lớn các em bị ảnh hưởng bởi các mạng xã hội hoặc là các trang web dạ, mà không lành mạnh. Dạ, thưa bạo lực ạ. Dạ. Dạ đó. Dạ. Dạ, thưa chị, một sư vừa trình bày một số các công tác xã hội từ thiện thì chị có tham gia không mà chị thấy là kết quả như thế nào? Dạ. Dạ, thưa anh Thảo và khán giả của Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi đó thì đặc biệt là ban chấp hành hay là ban điều hành của Hội Thánh, chúng tôi ở trong đó thì khi có một cái chương trình của Hội Thánh đưa ra, chúng tôi tất cả đều phải công tác chặt chẽ. Và tôi thấy cái kết quả thì luôn luôn, trong Kinh Thánh có một cái câu như thế này: ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Dạ, thưa thành đúng. Ra khi mà chúng tôi làm một cái chương trình xã hội nào đó, chúng tôi là cái người vui trước nhất. Dạ đúng. Dạ. Thành ra nói chung là các anh chị em trong Hội Thánh luôn luôn tích cực lắm khi có một cái chương trình nào đưa ra. Dạ. Dạ. Mình đem niềm vui đó cho người khác. Dạ, và những gì mình đóng góp cho xã hội, cho tôn giáo, dạ, cho tha nhân không bao giờ mất. Dạ đúng. Dạ. Ba tôi ngày xưa có dạy một câu đó là cái gì mình ăn á thì nó mất, nhưng mà cái gì mình đưa cho người khác thì nó còn. Dạ, cái đó cho đúng nên, dạ, cái đó điều là dạ, tôi cũng áp dụng cái đó. Chúng tôi đặc biệt những chương trình lễ như Thanksgiving, mặc dù một con gà tây không có là bao nhiêu, dạ, nhưng mà chúng tôi muốn đem đến một cái niềm vui cho các cụ, mời dạ, các cụ đến nhà thờ cho các cụ ăn lễ Thanksgiving cùng với dạ, chúng tôi, sau đó tặng các cụ một con gà tây đem về. Tôi không biết các cụ có ăn, có nấu được hay không, nhưng mà đó là niềm vui, đó là một Hội Thánh chúng tôi muốn mang đến cho các cụ. Dạ, mà khi mà nói tới cái vấn đề mà các cụ có nấu hay không, tôi dạ, nghĩ rằng các cụ không nấu, dạ, nhưng mà các cụ có trên tay cái món quà cho con cháu là các dạ, cụ vui. Dạ. Với lại là khi mà trong cái chương trình lễ tạ ơn đó, thì cái điều kiện mà để có thể nhận được cái món quà đó, thì chúng tôi Hội Thánh yêu cầu quý vị các cụ đến chung vui thờ phượng Chúa và ăn bữa ăn mừng, dạ, mừng lễ tạ ơn chung với chúng tôi, dạ, rồi dạ, sẽ nhận cái đó. Tại vì chúng tôi rất là vui khi thấy các cụ ngồi đông đảo trong cái dạ, phòng đúng, ăn, dạ, rồi cùng ăn với nhau. Dạ. Dạ. Thưa mục sư, ông cụ có chỉ như vậy đó, thì ông nội, bà nội, ngoài bà ngoại tôi cũng vậy đó, dạ, cũng nói rằng là mình chia sẻ thì mình còn, dạ, mà mình ăn dạ, thì nó hết. Dạ. 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 Rồi thưa mục sư, thưa chị, ba tôi mất năm tôi chưa được 10 tuổi, hy sinh vì công vụ. Mà khi tôi 4 năm tuổi, ba tôi dặn bánh mì, đồ ăn, thực phẩm, đừng có bỏ thùng rác, đem vào rừng cho chim. Đến ngày nay cũng vậy, cái gì mình đang không hết, mà mình không còn ngon ăn, không có lợi sức khỏe, tôi vào rừng, tôi cho chim chóc ăn. Chứ mình bỏ thùng rác mình thấy tội quá. Dạ. Và chị dạ, bây giờ nói thật ra chị chỉ có 1/10 nhân loại đủ no thôi. Dạ. Dạ rồi, còn nhìn về lục địa châu Phi đi. Dạ. Làm sao mà có ăn? Nước sạch không có. Dạ thưa phải dạ, đó chị. Đi hàng bao nhiêu cây số mà đổi được nước về. Dạ. Rồi nhiều người trên thế giới một ngày tìm không ra một đô la dạ, nữa. Dạ. Đó. Dạ thưa mục sư, thưa chị. Thì hiện thời bây giờ phần lớn chúng ta đã được chích ngừa COVID-19. Thì cái biện pháp kiểm soát gắt gao trước đây đã được chính quyền của tiểu bang giải tỏa, nới lỏng nhiều. Vậy thì trong tương lai, Hội Thánh Tin Lành Giáo lý Việt Mỹ có kế hoạch trước mắt như thế nào, thưa mục sư? Dạ, kính thưa anh Thảo, kính thưa quý khán thính giả. Như quý vị đã biết, trong hơn một năm qua, cả thế giới nói chung và tất cả mỗi chúng ta nói riêng đều phải chống chọi với cơn đại dịch COVID-19. Và Hội Thánh phải chuyển sang từ thờ phượng Chúa ở trong thánh đường cho chuyển sang trực tuyến trong hơn một năm. Có lẽ Hội Thánh chúng tôi tại đây mở cửa chậm hơn so với các Hội Thánh ở trong vùng. Lý do là giáo hội khuyên chúng tôi là phải giữ một cách an toàn cho tất cả con cái Chúa ở trong Hội Thánh. Nói thật ra thì một trong những cái chỗ để có thể lây bệnh nhiều nhất đó là trong nhà thờ, bởi vì chúng ta hát, chúng ta nói chuyện mà con virus này nó truyền qua cái đường không khí, qua miệng, qua mũi của chúng ta. Bắt tay cũng không được. Bắt tay cũng không được nữa, yeah, đúng rồi. Cho nên Hội Thánh mở cửa trễ hơn, chúng tôi mới bắt đầu mở cửa từ đầu tháng 6 cho tới yeah, ngày hôm nay mà thôi. Nhưng mà chúng tôi cảm ơn Chúa một điều đó là trong Hội Thánh không có ai bị nhiễm bệnh bởi yeah, vì đi thờ phượng Chúa hết. Nhưng có một điều như thế này, khi chúng tôi bắt đầu chuyển sang thờ phượng Chúa trực tuyến thì nhiều con cái Chúa
cảm thấy không có thoải mái bởi vì phải ngồi trước cái màn hình, không có còn được nói chuyện với những người xung quanh của mình nữa, không được bắt tay, không được chào thăm, cứ ngồi đó và phải ngồi giống như mình xem cái chương trình TV vậy. Cho nên cũng cảm thấy không có thoải mái, không có tiện lắm. Nhưng mà dần dần thì khoảng hơn một năm thì bắt đầu con cái Chúa quen dần, mất giờ ở nhà thì nó tiện hơn là mình đi, tại vì đi thì phải mặc đồ, phải đi tới nữa, cho nên vì thế mà cái điều đầu tiên mà chúng tôi làm sau cơn đại dịch này đó là gom bó tất cả con cái Chúa quay trở lại thánh đường để chúng tôi có nhân lực để chúng tôi có thể bắt đầu tiếp tục công việc phục vụ cộng đồng trong những ngày tháng sắp tới. Dạ. Thưa mục sư, chúng tôi trực hiện qua từ đốn cũng ngồi nhà làm đó. Cả năm ngồi nhà làm tin tức, chuyển đi, đọc pháp thanh, làm truyền hình đều ở nhà hết đó. Nhưng mà thôi, bây giờ thì được ra ngoài thì nó tự nhiên hơn. Và nó, như mục sư nói, nó là nó có hai chiều. Lúc nào cũng phải, chứ nếu mà trước giảng thờ phượng Chúa mà qua truyền hình thì chắc là nó không có tác dụng. Đúng rồi. Tác dụng không có nhiều, thì đúng hơn. Với lại cái điều mà chúng tôi là con cái Chúa được dạy dỗ đó là thập tự giá có hai chiều. Chiều đứng là chúng tôi thờ phượng Chúa. Nhưng mà chiều ngang chúng tôi cần tiếp xúc đúng với nhau, trao đổi, thăm viếng, chăm sóc lẫn nhau. Thành ra chỉ thờ phượng Chúa trên cái màn hình không thì nó không đủ. Thưa chị, hai chiều mà nhị nguyên mà. Thưa chị Xuân, ngoài sinh hoạt thuần túy tôn giáo của Hội Thánh đó, thì có tổ chức thêm những cái sinh hoạt trong tương lai mở rộng qua như là văn nghệ nè, thể thao, nữ công, gia chánh, võ thuật hay là tổ chức đi hành hương không ạ? Thưa anh Thảo, thì những cái sinh hoạt đó thì chúng tôi chưa thực hiện được hết. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe cái nhu cầu của con cái Chúa họ nêu lên. Chúng tôi lắng nghe những cái tiếng nói bên ngoài của đồng hương để chúng tôi biết và sắp xếp lại coi những cái gì mà thiết thực nhất chúng tôi có thể làm được thì chúng tôi làm trước. Ví dụ như chương trình văn nghệ thì Hội Thánh có, Hội Thánh có tổ chức. Chương trình thể thao thì như mục sư chúng tôi hồi nãy có trình bày là có dạy cho các em nó chơi tennis. Thì chương trình văn nghệ thì hàng năm là sôi động lắm, các anh chị em họ để nhiều thời gian họ tập vợt và chúng tôi mời các đồng hương đến cùng ăn Tết với chúng tôi. Thành ra cái lĩnh vực nào chúng tôi thực hiện được thì chúng tôi sẽ thực hiện được trước, mà cái lòng ước ao luôn luôn muốn đáp ứng cái nhu cầu của Hội Thánh lẫn của đồng hương. Để qua đó đó, Hội Thánh của Chúa là một cái tập thể thân tình lắm đối với đồng hương Việt Nam. Thưa mục sư, cũng qua thông báo, ví dụ là tôi có thưa chuyện mục sư thì cũng về một số hoạt động đó, thì mục sư có gửi cho chúng tôi thơ mời khánh thành Hội Thánh. Thì chúng tôi cũng đã chuyển đến một số đồng hương và đồng nghiệp truyền thông báo chí đó. Thì mục sư cho biết thêm chi tiết ạ. Kính thưa anh Thảo, kính thưa quý khán thính giả, đây là một niềm vui của Hội Thánh chúng tôi muốn thông báo đến tất cả quý vị là trong 20 năm qua, Hội Thánh Việt Nam mướn và cơ sở tại Hội Thánh Mỹ để thờ phượng Chúa. Mặc dù họ cũng ủng hộ chúng tôi rất là nhiều, nhưng mà vì mướn cho nên chúng tôi cũng có những giới hạn trong vấn đề sinh hoạt. Có nhiều điều tôi muốn làm lắm nhưng mà làm không được, bởi vì nó đụng conflict với cái thời gian của Hội Thánh ở tại đây và cả nhiều sinh hoạt khác nữa. Nhưng chúng tôi cảm ơn Chúa, bắt đầu đầu tháng 7 này thì Hội Thánh Việt Nam chính thức quản lý cái cơ sở này và đó chúng tôi giống như chúng tôi làm chủ cơ sở này, cái đó chúng tôi có thể làm chủ cái thời gian hơn. Vì thế đây là một niềm vui mừng của Hội Thánh của chúng tôi nói riêng và của cộng đồng Việt Nam của chúng ta nói riêng. Với lòng biết ơn đó, chúng tôi muốn tổ chức một buổi lễ thờ phượng cảm ơn Chúa và đổi tên của Hội Thánh, tức là gắn tên Hội Thánh Việt Nam của mình vào trong cái bản tên xưa nay của nhà thờ. Và chúng tôi mong kính mời tất cả quý khán thính giả và cũng như quý truyền thanh, quý lãnh đạo trong cộng đồng, các bậc trưởng thượng cùng đến tham dự với, và chung vui với chúng tôi ở trong Chủ nhật ngày 11 tây tháng 7 vào lúc 10 giờ. Và chúng ta thờ phượng Chúa ở tại đây xong và chúng ta đi ra, bước ra ngoài nhà thờ chúng ta cắt băng khánh thành và chúng ta cảm ơn Chúa, và Hội Thánh cũng có bữa tiệc để cùng ăn mừng nữa. Cho nên xin kính mời tất cả quý vị cùng đến
tham dự và chung vui với chúng tôi trong ngày này. Thưa mục sư, thưa chị Thanh Xuân, nhân lễ độc lập Hoa Kỳ July 4 năm thứ 245 1776-2021 thì xin mục sư Hiếu cũng như chị Thanh Xuân có vài điều chia sẻ tâm tình với quý khán thính giả trừ Việt Nam và Tịnh Đốn ạ. Kính thưa anh Thảo, kính thưa quý khán thính giả, mỗi năm vào dịp July 4 thì tại Mỹ này chúng ta tổ chức ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Tôi rất là thích, trong ngày độc lập có một cái câu mà tôi rất là thích, đó là mỗi người được tạo dựng và được Thiên Chúa ban cho những cái quyền bất khả xâm phạm. Đó là quyền sống, quyền tự do, quyền theo đuổi hạnh phúc. Đó là ba cái quyền mà chúng ta đang thụ hưởng khi chúng ta đang sống tại nước Mỹ này. Vì thế, nhân vào dịp lễ độc lập này, chúng ta dâng lên lời cảm ơn Chúa ban cho chúng ta sự sống. Nhưng chúng ta cũng cảm ơn những người đã đi trước, những người đã đấu tranh, đã hy sinh để mang đến, để cho chúng ta có được cái quyền tự do, có được cái quyền sống, có được cái quyền theo đuổi cái hạnh phúc của mình. Điều này chúng ta không có tìm được nơi nào khác ở tại đất nước Mỹ này. Vì thế nhân dịp lễ độc lập, tôi muốn kính chúc quý vị một mùa lễ thật vui tươi, an lành ở bên người thân và gia đình. Và chúng tôi cũng không quên, bởi vì cơn đại dịch COVID-19 vừa mới qua, nhưng mà tại một số nơi vẫn còn. Cho nên tôi giờ đây tôi muốn dâng một lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để xin Chúa cho cơn đại dịch này qua hẳn luôn, để tất cả mọi chúng ta quay trở lại cuộc sống bình thường, để chúng ta được hưởng quyền sống, quyền tự do và quyền theo đuổi hạnh phúc. Xin tất cả quý vị cùng nhắm mắt cúi đầu hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi. Kính lạy Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên trời đất biển và muôn vật, cũng là đấng tạo dựng nên con người chúng con, là đấng ban cho chúng con sự sống. Chúa ơi, trong hơn một năm qua, cả thế giới nói chung và đất nước Mỹ chúng con nói riêng phải chống chọi với cơn đại dịch COVID-19. Nhiều cơ sở thương mại phải đóng cửa vĩnh viễn. Hàng trăm triệu người phải nhiễm bệnh. Hàng triệu người phải qua đời bởi vì cơn đại dịch COVID-19. Trong đó có những thân nhân của đồng hương chúng con. Xin Chúa an ủi từng người một. Những người có thân nhân bị nhiễm bệnh hay có thân nhân qua đời bởi vì cơn đại dịch COVID-19 này. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa. Chúa ban sự khôn ngoan cho các y bác sĩ, các cơ quan y tế đã có thể chế ra loại vaccine sớm nhất và hiệu quả nhất, giúp đẩy lùi cho cơn đại dịch này. Nhưng nhiều nơi ở trên thế giới chưa có thuốc vaccine, cũng đang nhiễm bệnh, đặc biệt tại quê nhà của chúng con. Vì thế con nhân danh Chúa, xin Chúa giơ cánh tay quyền năng của Ngài. Ngài xua đuổi cơn đại dịch này, Ngài cho cơn đại dịch này sớm chấm dứt, để cơn đại dịch này không còn là mối đe dọa đến đời sống của mỗi chúng con nữa, và tất cả cuộc sống của mỗi người, của chúng con tại đây và tất cả mọi người trên thế giới đều được trở lại bình thường. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin quyền năng của Chúa được thể hiện ra. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng tôi xin chúng tôi mong muốn được nghe lời góp ý với chia sẻ của chị Xuân nhân lễ độc lập của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cảm ơn anh Thảo. Năm nay đó thì đất nước Hoa Kỳ kỷ niệm 245 năm ngày độc lập. Thì để giành độc lập thì phải đổ xương máu rất là nhiều khó khăn. Cái cuộc chiến của họ sau khi tuyên bố giành được độc lập đó thì cái cuộc chiến đã bắt đầu và kết thúc vào 3 Tây tháng 9 năm 1783. Qua cái hiệp định Hiệp ước Paris ký kết thì chúng ta thấy rằng bản thân tôi cũng là một thuyền nhân rất là thấy cái sự sống của mình rất là mong manh, nhưng mà cảm ơn Chúa bây giờ thì có mặt ở tại đây và được bình an, được thờ phượng Chúa tự do, được nhân quyền được tôn trọng. Chúng tôi rất là tri ân đất nước Hoa Kỳ này và
Một điều mà chúng tôi là con cái Chúa đó thì thường được dạy dỗ qua lời Kinh Thánh đó, là chúng tôi có cái tự do ở dưới đất này là một cái điều rất là quý báu. Nhưng mà cái con người không có vượt ra khỏi cái giới hạn, tại vì chúng tôi bị cái thế lực tối tăm xiềng xích đe dọa. Thành ra dầu được cái gì được, nhưng mà cái điều đó thì nó trì kéo, nó làm cho con người phải khốn khổ vô cùng. Và cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời đã vì cái nỗi thống khổ của loài người, nên Đức Chúa Trời cho con một của Ngài đã chết ở trên thập tự giá vì tội lỗi của loài người, không phải vì tội lỗi của chính mình Ngài. Nhưng mà qua cái giá trả đó, ai tin nhận thì người đó được trở nên con cái của Chúa. Gia đình của tôi là một gia đình, ông bà tôi có chùa ở Long Hải, tức là ở cái vùng Bà Rịa đó, có chùa riêng. Gia đình của tôi xuất thân thì trên dưới đều có pháp danh. Trong cái gia đình thờ cúng ông bà rất là chặt chẽ. Nhưng cảm ơn Chúa, khi tôi được biết Chúa cho đến nay tôi rất là thỏa lòng. Và tôi cảm ơn Chúa là ngoài cái độc lập tự do tôi được hưởng ngày hôm nay ở trên đất nước Hoa Kỳ, tôi là một con cái của Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa điều đó không thôi. Và tôi ước ao rằng Hội Thánh Chúa sẽ có cơ hội để tiếp đón đồng hương của chúng tôi, để cùng nghe được lời Chúa dạy, để biết rằng Chúa ngọt ngào như thế nào. Dạ. Chúng tôi thật là cảm ơn Chúa và cũng cảm ơn quý khán thính giả của đài đã có cơ hội cùng chúng tôi nghe cuộc hội luận với anh Thảo ngày hôm nay. Dạ. Thưa mục sư, cho chị, có nhân duyên thì việc này cũng thành. Tự nhiên tạo duyên thì đến thôi. Còn nếu không có duyên thì ngồi nãy giờ không biết nói gì. Thưa mục sư, thưa chị Thanh Xuân, thì thời giờ cũng có hạn. Vì cái gì cũng có giới hạn, đúng không mục sư? Thờ Phượng Chúa cũng có lúc phải tạm biệt. Thì truyền hình Việt Nam qua tình đốn chúng tôi cũng thế. Cho nên đến đây thì xin được tạm biệt quý vị khán thính giả. Mời mục sư ạ. Trước khi tôi nói lời tạm biệt tới quý vị, tôi xin thay mặt cho tất cả con cái Chúa trong Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ cảm ơn anh Đạo Sư Thảo, cảm ơn anh Phúc và Đài Truyền hình Việt Nam Dùng Qua Thành Đốn đã đến để thực hiện cuộc hội luận ngày hôm nay. Chẳng những ngày hôm nay mà thôi, nhưng như tôi đã nói, Đài Truyền hình Việt Nam Dùng Qua Thành Đốn đã đồng hành với Hội Thánh từ khi tôi mới về đây để phục vụ Chúa và phục vụ cho cộng đồng. Quý vị đã góp phần rất là lớn để giới thiệu Hội Thánh đến cho những đồng hương ở trong vùng. Xin thay mặt cho Hội Thánh cảm ơn tất cả, cảm ơn anh Thảo, cảm ơn anh Phúc và Đài Truyền hình Việt Nam Dùng Qua Thành Đốn. Trước khi dứt lời, tôi xin thay mặt cho các con cái Chúa trong Hội Thánh một lần nữa cảm ơn tất cả quý thính giả đã nghe cuộc hội luận ngày hôm nay, và xin gửi đến lời chào tạm biệt đến tất cả quý khán thính giả. Xin chúc quý vị có nhiều sức khỏe, có niềm vui và được bình an ở trong cuộc sống. Xin thân ái kính chào. Chúng tôi xin mời chị Thanh Xuân ạ. Dạ thưa, một lần nữa chúng tôi cảm ơn anh Phúc và anh Thảo và quý đồng hương của chúng tôi đang theo dõi chương trình hội luận ở qua Đài Truyền hình Việt Nam tại vùng Hòa Thượng Đốn. Chúng tôi rất là vui có được cái cơ hội này để gặp quý đồng hương, và ao ước rằng xin Đức Chúa Trời toàn năng cho quý đồng hương sớm được bình an, để không phải vật vã với cái COVID-19. Và xin Chúa cho quý đồng hương sớm có cơ hội cho chúng tôi được cái vinh dự tiếp đón quý đồng hương ở tại Hội Thánh của chúng tôi. Cho cái cơ hội gần đây nhất là Chủ nhật ngày 11 tháng 7. Tôi xin thay một lần nữa kính mời tất cả quý lãnh đạo trong cộng đồng, quý bậc trưởng thượng, quý truyền thông cùng tất cả quý đồng hương cùng đến chung vui với chúng tôi nhân trong ngày này. Nhất định là hẹn gặp ngày đó nữa rồi. Sẽ có anh Phúc và có chúng tôi nữa. Với mấy đồng nghiệp của chúng tôi trong vùng nữa. Cảm ơn anh Thảo, rất vui. Quý vị vừa theo dõi cuộc hội luận với mục sư Phan Đức Hiếu
và chị Quỳnh Thị Thanh Xuân thuộc Hội Thánh Tin Lành Giám lý Việt Mỹ ở vùng thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Chúng tôi xin tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong các chương trình khác. Và trời Việt Nam và Washington xin cầu chúc quý vị cùng bố quyến luôn hạnh phúc, bình an, may mắn và dồi dào sức khỏe. Xin chào.